Chưa nghe chị ơi. Chị Vân bình thường đi học thì mở mic mà ở mở cam hôm nay không mở. Đây. Ok, cái slide này thì thay lời cảm ơn của nhóm đến đội ngũ mentor và các bạn vẫn cùng học nha. Giận thế. Ê, cảm ơn mẹ ghê. Gì cơ? Xin giới thiệu với mọi người, mình sẽ đại diện nhóm 1 để bắt đầu cái phần present của nhóm hôm nay với chủ đề của nhóm lựa chọn là Lack of Activity. Thì lý do mà nhóm chọn cái topic này ấy, thì là vì thực trạng đang cho thấy là cái lối sống ít vận động và do áp lực công việc cũng như là những mối quan tâm khác ở trong cuộc sống được mọi người đặt cao hơn và không do đó mọi người không dành thời gian và sự ưu tiên cho việc vận động nữa. Cho dù là ai cũng hiểu rằng cái tầm quan trọng của cái việc vận động đối với sức khỏe về cả tinh thần và thể chất, thì mục tiêu của nhóm là có thể tìm hiểu được nguyên nhân và đề xuất các cái giải pháp để có thể khuyến khích mọi người vận động nhiều hơn cũng như là những cái thay đổi tích cực để mọi người đưa cái việc vận động vào trong cái thói quen hàng ngày. Để tiếp cận với cái topic này thì nhóm sử dụng Diamond Process, à quên, Double Diamond Framework. Đầu tiên thì nhóm đã soạn ra những câu hỏi câu hỏi nghiên cứu và câu hỏi phỏng vấn. Thì mục tiêu nghiên cứu ở đây thì bao gồm đánh giá nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động thể chất. Cái thứ hai là tìm hiểu nhu cầu mong muốn khi xây dựng thói quen vận động hàng ngày của mọi người. Cái thứ ba là tìm hiểu động lực để thúc đẩy một người bắt đầu xây dựng và duy trì thói quen vận động và các giải pháp hiện tại mà họ đang dùng để duy trì các hoạt động thể chất. Sau khi phỏng vấn 10 đáp viên thì bọn mình đã thu thập được rất nhiều insight và sắp xếp vào cái job map ở trong này. Thì nhóm có hai cái quan sát về cái job step. Thứ nhất là về phần nhận thức, job step thứ nhất là nhận thức về việc thiếu vận động và quyết định vận động đấy. Thì ở cái quan sát này, những cái người mà mới bắt đầu có nhu cầu, những cái người mà mới bắt đầu luyện tập bị thì họ rất là khó để tìm được một cái động lực để luyện luyện tập và họ phải cần một cái trigger khá là mạnh, ví dụ như là cái việc mà họ có những cái thay đổi không đẹp về ngoại hình đi và họ có nhu cầu mong muốn thay đổi lại cái ngoại hình của mình, hoặc thứ hai là họ có những cái dấu hiệu suy giảm về mặt sức khỏe thì họ mới bắt đầu nghĩ đến việc phải vận động. Cái thứ hai là ở cái job step mà duy trì việc vận động. Trong quá trình phỏng vấn thì bọn mình nhận ra là mọi người sẽ có những thời kỳ vận động rất là tích cực và sau đó lại không vận động và có thể lặp lại cái quy trình như thế. Thì do là những cái thay đổi về cuộc sống hay công việc, những cái prioritize trong cuộc sống vì gia đình chiếm nhiều cái ưu tiên của họ hơn, là họ dần mất cái động lực luyện tập và có thể là sẽ ngừng tập ngừng 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 tập luôn. Sau đó thì nhóm có tổng hợp tất cả các cái job story có được vào cái job map này. Thì vấn đề ở đây là bọn mình có quá nhiều vấn đề để giải quyết nên là nhóm phải tìm cách để narrow down lại cái phần problem. Ở đây thì nhóm sử dụng cái water theory. Như mọi người thấy thì ở đây có hai nhóm, một là nhóm những người mới bắt đầu nhận thức được cái tầm quan trọng của việc luyện tập, và nhóm thứ hai là nhóm có động lực cao trong việc luyện tập và đang tìm cách để duy trì nâng cao cái cường độ vận động của họ. Thì cái đặc trưng mà được lặp đi lặp lại nhiều nhất ở đây là cái keyword buddy. Keyword buddy ở đây là liên quan đến cái người bạn sẽ đồng hành luyện tập cùng với họ, được back up bởi những cái data point mà bọn mình có trong quá trình phỏng vấn. Thì bọn mình đưa ra nhận định như sau. Người bạn đồng hành thì rất là quan trọng trong cái việc hình thành và duy trì cái thói quen vận động tích cực của mỗi người. Như mọi người thấy là có một người bạn thì họ sẽ là cái nguồn động viên khuyến khích mình bắt đầu vận động, hoặc là họ chính là những cái người mà sẽ tham gia luyện tập cùng với mình và thúc đẩy mình trong cái lúc mà mình tập luôn. Và ở giữa hai người đấy thì cái liên kết của họ chính là cái sự cam kết để duy trì luyện tập cùng với nhau.
Sau đó thì nhóm đã chọn ra được hai cái job to be done liên quan đến hai cái nhóm đấy. Đó là tôi muốn tìm buddy tập cùng với mình, và cái thứ hai là duy trì việc luyện tập cùng với những người có chung sở thích và bộ môn luyện tập. Hiện đang tập boy backup ở bên này. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là việc tìm một cái buddy luyện tập cùng khó đến như vậy hay sao ấy? Thì nhóm bắt đầu nghiên cứu về những cái solution hiện tại mà mọi người đang có, thì họ có thể rủ bạn bè đi tập cùng, nhưng mà không phải là bạn bè nào cũng có thời gian rảnh hay là cùng có một cái nhu cầu luyện tập để có thể tham gia cùng họ. Cái thứ hai là họ có thể tham gia vào các những hội nhóm Facebook, thì tình trạng ở đây là ở trên đấy có rất nhiều thành viên rất là đông đảo, nhưng mà cái mức độ mà họ hoạt động tương tác ở trên đấy thì nó không đồng đều nhau. Nghĩa là khi mà bạn có nhu cầu luyện tập, bạn lên đấy bạn book một cái lịch, à quên, bạn mời một ai đấy tập, thì không phải là sẽ có một ai đó available ngay lúc đấy để đi tập cùng với bạn. Và cái thứ ba là mọi người có thể tham gia những cái câu lạc bộ thể dục thể thao của trường, lớp hay là của công ty. Nhưng vấn đề ở đây là những cái câu lạc bộ đấy thì họ có tính chất là tập thể hơn, những mục tiêu về tập thể hơn là những thay vì là những mục tiêu luyện tập theo cá nhân. Cái thứ tư là giải pháp thứ tư của mọi người là đến tầm phòng tập gym và tập với PT, hay là làm quen với những người bạn ở phòng tập đấy. Thì rào cản ở đây là họ sẽ mất chi phí và sẽ bị phụ thuộc vào bạn PT đấy. Nhóm có đưa ra kết luận là các giải pháp hiện tại chưa đáp ứng được một cách hiệu quả nhu cầu thực sự của một người khi mà tìm kiếm cái người bạn đồng hành cùng luyện tập. Để frame lại cái problem thì nhóm có đưa ra problem statement như sau. Những người mới bắt đầu luyện tập thường mong muốn tìm một người bạn đồng hành để cùng nhau luyện tập. Và cái thứ hai là những người yêu thích các môn thể thao đồng đội muốn tìm những người bạn có chung sở thích và mục tiêu luyện tập để rủ nhau đi tập cùng. Và vấn đề ở đây mà họ đang gặp phải đó là họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn tập để bắt đầu và duy trì luyện tập cùng với họ. Chuyển sang phần solution space thì bọn mình có nghiên cứu về một số đối thủ cạnh tranh như là các dating app và fitness app. Thì mọi người có thể thấy ở đây là những app dating họ làm rất tốt trong cái việc mà kết nối mọi người lại với nhau, nhưng mà kết nối với mục đích là tạo dựng một mối quan hệ kiểu dating hoặc là xây dựng network về công việc. Họ không chú trọng đến việc kết nối những người có chung mục tiêu luyện tập. Và bên cạnh đó thì những app fitness thì họ tập trung xây dựng những cái tính năng như là theo dõi, đo lường kết quả luyện tập và chia sẻ những cái kết quả đấy lên cộng đồng, và họ cũng không tập trung vào cái việc mà kết nối những người có chung nhu cầu luyện tập lại với nhau. Đến phần brainstorm solution thì bọn mình đang dừng dừng lại mốc đầu tiên là tìm một cái người bạn luyện tập chung ấy. Nhưng mà câu hỏi đặt ra ở đây là nếu mà chỉ là kết nối giữa hai người thôi thì làm sao để bọn mình tránh xa khỏi bài toán mà trở thành một cái updating trá hình ấy. Thì bọn mình cần một cái cột mốc ở đằng sau đấy, đó là mọi người bắt đầu luyện tập cùng với nhau. Thì để đi từ việc tìm bạn luyện tập chung đến với cả bắt đầu luyện tập cùng nhau thì bọn mình cần một cái sự cam kết về việc luyện tập ở đây. Sự cam kết này được thể hiện qua những yếu tố như là tìm kiếm và lựa chọn bạn tập phù hợp, chia sẻ thông tin và thảo luận về mục tiêu luyện tập, lên kế hoạch và sắp xếp lịch trình luyện tập cùng với nhau, và cả hai người cùng tham gia xây dựng một cộng đồng luyện tập lành mạnh. Thì đây chính là những nền tảng mà bọn mình quyết định để xây dựng giải pháp. Và sau đây là chị Hà sẽ nói chi tiết về phần giải pháp của bọn mình. Xin cảm ơn Vân. Mọi người có nhìn thấy màn hình chị chưa nhỉ? À, dạ chị, em vẫn thấy của chị Vân thì vậy. Chị đang ở giải pháp ứng dụng bạn đồng hành thể thao Fitfan đúng không chị? Được chưa em? Đã có nhìn, mọi người có nhìn thấy không nhỉ? Phải cái giải pháp ứng dụng bạn đồng hành thể thao đúng không chị? Ừ, đúng rồi. Dạ rồi, ok thấy rồi chị. Ok, thì sau khi mà nhóm đã xác định được các cái tiêu chí mà giải pháp được cần hỗ trợ thì nhóm đã đề xuất được một cái giải pháp là ứng dụng bạn đồng hành thể thao. Nhóm đặt tên là FitFan. Cái tên này thì được sinh ra trong một những bối cảnh là lao động cực khổ, chìm trong những đêm dài nô lệ của Figma và Google Meet.
nhóm chợt thấy một cái tên như bộ ánh sáng cuối đường hầm, và nó mang rất là nhiều tầng nghĩa ở đây. Mọi người cố nghĩ nhá, và nó dễ đọc, dễ nhớ và khó quên. Mục đích của cái ứng dụng này thì thể loại của ứng dụng là giữa social và fitness app. Mục tiêu là để ứng dụng kết nối được những người cần động lực luyện tập và tạo được cộng đồng thể thao lành mạnh, năng động. Đối tượng giải pháp để hướng tới sẽ tập trung vào hai đối tượng chính là người mới bắt đầu chưa thực hiện được ý định tập luyện của mình, và thứ hai là những người yêu thích môn thể thao, đồng đội cần luyện tập để lịch trình luyện tập không bị đứt quãng do các yếu tố khách quan. Và nhóm người này sẽ là nhóm người đã có sẵn động lực và là đối tượng tiềm năng để cho phiên bản đầu tiên chạy thử trên thị trường. Các tính năng cơ bản cần có của giải pháp thì cần đáp ứng được hai nhóm yêu cầu chính. Thứ nhất là gợi ý được một người bạn tập phù hợp và xây dựng được cộng đồng luyện tập. Cụ thể hơn là cần đáp ứng được những cái trải nghiệm cá nhân hóa, gợi ý thông minh, đảm bảo sự an toàn khi kết nối và tăng cường sự cam kết luyện tập. Cái đảm bảo sự an toàn kết nối này là rất là quan trọng, vì là thường thì mình sẽ rất là e dè khi dùng những cái app kết nối. Và một tiêu chí quan trọng nữa nhóm đặt ra đấy là phải đặt kỳ vọng được ứng dụng có khả năng mang lại doanh thu. Về product concept, trong phiên bản đầu thì giải pháp tập trung thực hiện tất cả những cái tính năng cơ bản của một ứng dụng kết nối và một số tính năng chuyển giao nhanh nhưng mà có cái độ ảnh hưởng và giúp ích cho người dùng nhiều. Một tính năng kết cốt lõi mà giải pháp cần đảm bảo đó là trải nghiệm cá nhân hóa trong việc tìm bạn đồng hành luyện tập. Đây là cái bước đầu tiên mà giúp người đang thiếu luyện tập nhanh chóng tìm được những người bạn luyện tập phù hợp qua danh sách gợi ý và tránh bị mất phương hướng và mất thời gian giữa một số lượng lớn các cái profile ít phù hợp như là tìm kiếm ở trên mạng xã hội. Giải pháp cũng giúp tăng cơ hội kết nối cho những người mà còn e dè và có xu hướng tìm bạn tập một cách bị động hơn, như là họ muốn chờ được mời luyện tập. Khi mà càng cung cấp thêm nhiều thông tin và sở thích, nhu cầu luyện tập của cá nhân cũng như là những thông tin về một người bạn đồng hành lý tưởng họ mong muốn, thì người dùng sẽ càng có nhiều cơ hội và khả năng tìm được được kết nối với một người bạn tập đúng nhu cầu. Giải pháp này thì tập trung vào việc dùng công nghệ để gỡ rối và giải quyết các cái vấn đề rào cản trong việc giữ thói quen luyện tập thường xuyên. Do vậy mà một số giải pháp thông minh được đưa ra để đáp ứng những nhu cầu cụ thể hơn cho những người đang muốn đáp ứng những nhu cầu luyện tập một cách đột xuất hay là hỗ trợ các môn thể thao đồng đội không bị đứt quãng do thiếu người tham gia. Giải pháp này thì không đòi hỏi và cũng không yêu cầu một cái nền tảng nội dung số đồ sộ, nhưng mà sẽ cố gắng đề ra các phương án để khích lệ người dùng tự xây dựng những dữ liệu cá nhân cũng như dữ liệu cộng đồng. Từ đó thì sẽ tăng được cái sự cam kết luyện tập cũng như đảm bảo được cái tính an toàn của người dùng khi kết nối với một cộng đồng luyện tập mới. Phương thức tìm người bạn tập phù hợp là một trong các cái yếu tố mà quyết định được cái độ thỏa mãn, độ yêu thích của người dùng với ứng dụng. Ở giải pháp hiện tại thì hệ thống sẽ dựa trên các cái thông số data tới từ profile được cung cấp bởi người dùng và tất cả các lịch sử hoạt động của người dùng được ghi nhận trên hệ thống. Cách tính điểm sẽ được đánh giá trọng số theo từng tiêu chí khác nhau, tùy chỉnh theo cái bối cảnh cái tính năng mà ứng dụng cần hỗ trợ cho người dùng. Ví dụ như ở đây thì khi mà ứng dụng muốn gợi ý các danh sách bạn tập để người dùng tự khám phá thì trọng số cao ở đây sẽ được dành cho số lượng các môn thể thao và cả cái trình độ từng môn tương đồng với người đang tìm kiếm. Với cái tính năng giúp người dùng nhanh chóng chốt được một cái lịch tập trong một thời gian ngắn, ví dụ 24 giờ tới,
thì hệ thống sẽ ưu tiên trọng số cao cho trạng thái người dùng đang online để chốt được và ưu tiên các trọng số về địa điểm của người dùng, các cái địa điểm luyện tập yêu thích của người dùng được đề xuất. Và trong tương lai thì có thể tối ưu cái tính năng hỗ trợ trải nghiệm cá nhân hóa thông qua các cách xử lý ngôn ngữ tự nhiên chẳng hạn. Ở đây về doanh thu thì nhóm cũng đề xuất một số các cái ý tưởng để đề ra những cái gói dịch vụ khác nhau để giúp cho người dùng để người khi mà người dùng nâng hạng tài khoản thì sẽ tạo ra doanh thu của ứng dụng. Trong cái bản MVP đầu tiên thì giải pháp ứng dụng sẽ giới hạn người dùng miễn phí tại một thời điểm chỉ có một lịch tập trong tương lai duy nhất và được mời nhiều nhất 3 người đồng thời cho tính năng mời hẹn siêu tốc. Các yếu tố khác để xây dựng kế hoạch kinh doanh sẽ được cân nhắc tới, đó ví dụ như là khả năng mở rộng, scale up được tính năng cũng như quy mô của sản phẩm, khả năng giữ chân được người dùng hay là cái khả năng tạo tiện ích khiến người dùng nâng hạng được gói dịch vụ. Sau khi với cái concept của product này thì chúng team cũng muốn đánh giá được độ khả thi của giải pháp và nhóm đã dùng các cái công cụ ORD. Thì ở đây có những cái đối tượng dữ liệu chính là môn thể thao, profile của người dùng và cuộc hẹn lịch tập, các cái dữ liệu vệ tinh hỗ trợ và các cái khái niệm và các cái mối quan hệ chính, cũng như là cũng miêu tả được cái tương tác giữa những người dùng đối với hệ thống. Và thông qua đây thì team cũng đánh giá được cái độ phức tạp của sản phẩm và mường tượng về cách phân tách các nhiệm vụ chính để phát triển sản phẩm cho cái bản MVP đầu tiên, cũng như các cái tính năng cho các cái version sau. Và nhóm cũng đã draft được một cái data object để chứng minh về cái độ khả thi và cái những cái độ mở rộng của sản phẩm cho những cái tầm nhìn cho các tính năng mới sẽ được đưa ra cho các version sau này. Và để song hành trong cái việc mà tìm để thiết kế cái wireframe thì nhóm đã dùng những cái công cụ như activity diagram để dẫn dắt những trải nghiệm người dùng và đồng thời xem xét về việc đưa ra các cái bước tương tác trong những cái step hợp lý để khuyến khích người dùng xây dựng cái review data và cũng như đáp ứng được những cái nhu cầu về doanh thu strategy. Và để hiểu hơn về sản phẩm thì mời An sẽ dẫn dắt người dùng qua prototype. Xin chào mọi người. Thì để tiếp nối phần của chị Hà thì An sẽ đưa mọi người đi qua cái demo của app mà bọn mình đã chuẩn bị. Thì FitFam sẽ bắt đầu với cái quá trình đăng ký. Thì ở đây mình sẽ ví dụ là chị Hà khi mà tham gia vào ứng dụng thì chị Hà cũng sẽ cần nhập một cái số cái thông tin liên quan về chiều cao, cân nặng, giới tính và chọn một số các môn thể thao mà chị Hà yêu thích. Chẳng hạn ở đây mình sẽ thử chạy bộ và chọn cái level tương ứng. Thì ứng dụng FitFam sẽ cho chọn up to 5 cái môn thể thao và từ đó bọn mình cũng sẽ tiếp tục chọn những cái thời gian luyện tập bạn yêu thích. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn sáng sớm hoặc là buổi tối. Dựa trên những cái thông tin đó thì hệ thống sẽ đưa ra những cái gợi ý đồng đội phù hợp. Mà ở đây gợi ý đã đưa cho mình 4-3 cái lựa chọn, đó chính là Daphne, Thomas và anh Nam. Thì dựa trên những cái gợi ý này, mình có thể bấm vào và xem profile của Daphne và có thể thấy là Daphne là một người rất thích các môn có tính đối kháng, cũng như mình có thể xem được luyện tập.
từ profile của Daphne thì mình có thể bắt đầu gửi lời mời và chọn cái hình thức mình muốn tập. Ở đây mình bọn mình để offline và online là tại vì muốn đa dạng hóa những cái cách thức tập. Thì offline sẽ phù hợp với những cái ngày mà trời nắng hoặc là mọi người muốn vận động ngoài trời, và thì online thì sẽ tập sẽ phù hợp cho những cái ngày mà trời mưa, trời không được đẹp, hoặc là mọi người chỉ muốn tập kiểu HIIT hoặc là vận động nhẹ nhàng tại nhà. Mình sẽ tiếp tục và chọn những cái bộ môn mà mình đang tìm người tập, cũng như là địa điểm và thời gian. Mình có thể thêm những ghi chú ở đây để mọi người có thể thuận tiện hơn trong việc tạo lịch hẹn. Và sau khi mà bấm hoàn thành thì cái một lời mời sẽ được gửi tới Daphne, và Daphne có thể xem lời mời đó cũng như là đồng ý hoặc là hủy bỏ cái lời mời. Và một cái tính năng tiếp theo bên cạnh cái việc mà gợi ý những cái người dùng phù hợp, thì bọn mình cũng có thêm vào một cái tính năng, đó là đặt hẹn siêu tốc. Nó thích hợp khi mà mọi người muốn đang hôm nay mọi người đang rất là sung sức và mọi người muốn đi tập ngay lập tức, không muốn đợi quá lâu, thì cái quá trình mà cái cách thức mà tạo lịch hẹn thì nó cũng tương tự như vậy. Ở đây mình sẽ thử chọn cầu lông và kèm theo địa điểm và thời gian. Sau đó thì ứng dụng sẽ suggest những người dùng đang available cũng như là trong bán kính 5 km. Và từ cái screen này thì mọi người có thể bấm vào và xem profile của họ, xem những cái sở thích của họ. Và nếu mà thấy phù hợp thì mình có thể bắt đầu gửi một cái lời mời. Gửi lời mời thứ hai, gửi lời mời thứ ba. Khi mà gửi tới lời mời thứ tư thì bọn mình sẽ nhận được một cái thông báo là nâng cấp tài khoản. Và đây là một tính năng mà bọn mình sử dụng để monetize cái sản phẩm của tụi mình. Nhưng mà hiện tại thì chắc là mình vẫn sẽ sử dụng free. Sau khi mà gửi các lời mời xong thì bắt đầu trong vòng 2 tiếng thì cái lời mời đó lời mời đó sẽ có hiệu lực trong vòng 2 tiếng. Và nếu mà có bất kỳ ai mà đồng ý thì lời mời đó sẽ được một cái appointment sẽ được tạo. Thì ở đây Thomas đã đồng ý với cái lời mời của chị Hà để đi tập cầu lông. Sau đó thì mình có thể vào một cái mục tính năng theo dõi lịch hẹn. Đây là một cái panel mà các bạn có thể theo dõi những cái lịch sắp tới hoặc là những cái lịch đã thực hiện rồi, hoặc là những cái lời mời đang chờ xác nhận. Thì ở trong cái tab này mình thấy là Thomas đã có thể xem được cái lịch hẹn sắp tới cùng với Thomas đến cầu lông. Và trong cái mục chờ đánh giá thì có thể thấy là anh Nam với chị Hà đã đi chạy bộ chung ở công viên Yên Sở. Và để thúc đẩy một cái cộng đồng mà tập luyện nó hiệu quả và an toàn thì bọn mình có kèm thêm chức năng đánh giá. Mọi người có thể review, report coi là bất đi của mình có đi tập hay không, thời gian tập là bao lâu, cũng như là tặng cho họ các cái huy hiệu để ủng hộ body của mình tập luyện tốt hơn vào lần sau chẳng hạn. Sau đó mình sẽ gửi cái đánh giá này và ứng dụng sẽ cho biết là mình đánh giá thành công. Và quay lại cái screen này thì mỗi khi mà mình nhận được một cái lời mời hay là một cái appointment, một cái thay đổi gì đối với cái appointment đó thì thông tin cái notty nó sẽ hiện lên dưới này để mọi người có thể dễ theo dõi. Thì ở đây anh Nam vừa gửi một cái lời mời mới cho chị Hà, nhưng mà chắc là do thời gian có hạn nên là chắc là phải hẹn anh Nam vào lần sau. Mình xin phép dành phần tiếp theo cho chị Phương để chị Phương thuyết trình về phần enhancement của tụi mình. Ok, thank you An. Chắc là xin mọi người nốt một phút. Sẽ đi qua nhanh phần enhancement plan của nhóm. Thì sau khi mà mình build được cái app này, mình sẽ có một vài các cái success metric để measure cái mức độ hoạt động hiệu quả của app. Thì mình sẽ có ba cái metric chính, đấy là số lượng người dùng mới là new user monthly, thứ hai là active user monthly, tức là những người mà có ít nhất một cuộc hẹn thành công trong tháng. Và số 3 là số lượng cuộc hẹn thành công được trong tháng. Thì đấy là những cái success metric chính.
về plan roll out các feature và feature prioritization thì như chị Hà có mention ở trước thì ở phase 1 thì sẽ launch các cái feature must have như là các cái tính năng matching hay là setup cuộc hẹn, review và report user để đảm bảo được lấy giải quyết được cái problem, cái core problem của app. Về có những cái phase sau ví dụ là phase 2, phase 3 thì mình sẽ focus nhiều hơn vào những cái tính năng mà improve được cái user satisfaction, giữ chân được khách hàng, ví dụ như các tính năng như là group matching hay là các cái advanced filter khi mà mình lựa chọn đắc đi để mình book lịch hẹn thì sẽ có những cái advanced criteria hơn, ví dụ như là về giới tính hay về BMI hay là trình độ luyện tập của buddy. Ngoài ra thì ở phase 3 thì mình cũng có nghĩ đến một vài các cái feature nó high level hơn, ví dụ như là có thể thay đổi địa điểm khi mà mình search trên cái map lúc nãy mà An có show cho mọi người phần quick invite, hay là provide những cái content video về các cái bộ môn luyện tập để suggest cho các bạn khi mà sử dụng app, hay là tổ chức các cái training tournament hay là challenge trên app để cho mọi người thích mọi người vận động. Về một vài cái idea về launching phase và marketing tactics thì mình sẽ giới thiệu sản phẩm app này qua các cái cộng đồng những người mà thường xuyên luyện tập, ví dụ như là các cái phòng gym và fitness studio, các nhóm chạy bộ, hay là thông qua các cái sự kiện về fitness để partner với cả các cái đối tác này, cũng như là tiếp cận những bạn influencer hay là micro influencer trên các cái kênh mạng xã hội hiện nay như là Instagram hay là TikTok. Về content marketing thì có thể prefer đến việc là xây kênh blog và YouTube cho app. Về monetization strategy thì như chị Hà có mention thì mình sẽ build một cái premium model để offer các cái tính năng premium hơn để kiếm tiền cho app của phase 2 và phase 3. Ngoài ra thì có thể consider những cái in-app purchase, offer những cái sản phẩm liên quan đến thể thao, ví dụ như là đồ tập, dụng cụ tập hay là tip của các giải chạy bán ở trên app. Ngoài ra cũng có thể kết hợp với cả các cái thương hiệu về gym và fitness để offer những cái extra benefit cho người dùng của app, hoặc là những cái gói sponsorship, những cái gói ads cũng có thể premium ở trên app. Thì đến đây là kết thúc bài present của nhóm 1. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nice. Ok, xin cảm ơn nhóm 1. Ok, mọi người cho tiền phát tay cho nhóm 1 và cho tất cả các nhóm nha. Ok, rồi em sẽ em comment nha. Nãy em có nói là nghe cuốn đó, xong có một nhiều chỗ em quên nốt lại. Nhưng mà em có nốt lại một số cái feedback. Mà tại là feedback tốt không mà em cũng chưa có để mấy cái feedback chỗ cần cải thiện cho lát nhờ anh em với Thành share thêm. Thì về cái feedback tốt đó thì nói chung nhìn vô cái phần cái bài thuyết trình và cái feedback của mọi người đó, thì em thấy được cái đầu tiên là mức độ đầu tư rất là khủng, từ đầu tới cuối luôn, không có chỗ nào kiểu bị đầu voi đuôi chuột hết. Từ cái lúc mà mọi người làm interview đều đã thấy gọi là cái mức độ interview và cái hàm lượng insight rất là dày, cho đến cái khúc cuối lúc mà mọi người làm prototype xong rồi chi tiết đến từng cái UI luôn á, thì nói chung là rất là đáng nể. Bravo cho team của mình. Ok, thì có một cái nữa là ban đầu thì tưởng bài của mình giống với bài của nhóm Hải Vi, nhưng mà em thấy có một cái điểm hay là cái cách mà mình convert cái vấn đề đó, thì em thấy là mình narrow down và mình convert cái vấn đề rất là sâu, và mình chọn target một cái vấn đề rất cụ thể luôn, đó là tìm body. Nhưng mà tức là mình chọn một vấn đề rất cụ thể nhưng mà mình có rất nhiều solution cho cái vấn đề đó, thì em thấy cái này rất là dày, rất là rich. Một cái nữa là bên cạnh những cái cơ chế mà chung chung mọi người list ra, thì em thấy những cái cơ chế chi tiết để mà đảm bảo cái cơ chế chung nó được thực hiện á, em thấy mọi người đã suy nghĩ rất là kỹ về cái cơ chế mà đi sâu vào chi tiết luôn. Rồi có một cái nữa là cái này nó khá là advanced, nó rất là giống ngoài đời thật luôn, là
thấy cách tiếp cận của mọi người rất là sát thực tế. Từ cái lúc mọi người trình bày, mọi người đã dùng những cái từ như là phiên bản đầu tiên, rồi MVP, rồi làm sao để tính tí là mọi người đã suy nghĩ đến cả những cái yếu tố rồi. Và cái phần enhancement mà chị Phương chia sẻ thì em thấy là có những cái ví dụ mọi người sẽ suy nghĩ về những cái yếu tố đó rất là thực tế, ví dụ là success metric từ cái gì, xong rồi cái cách mà mình prioritize như thế nào, dùng cái Kano model, hoặc là cái cách mình launch ra health phase như thế nào, thì em thấy là những cái đó nó đều rất là sát với lại thực tế. Thì em rất là không biết nói gì hơn, dùng từ tự hào không đúng tại vì mọi người quá giỏi nên là cũng không thể nói là tự hào được. Nhưng mà em rất là appreciate mọi người đã dành rất là nhiều thời gian để làm bài này. Ok, chắc là đầu tiên là điểm tốt thì nãy giờ Daphne cũng có nói, nhưng mà mình muốn bổ sung thêm là em thấy bài thuyết trình rất là logic. Tuy nhiên là có những cái điểm mà có những nút trầm ở trong bài presentation, tức là có những khoảng hơi trống quá, nhưng mà nhìn chung là bài thuyết trình rất logic từ chị Vân và chị Hà đến An và chị Phương, mọi người đều rất là logic và rõ cái mặt câu chuyện. Cái thứ hai là cái việc mà mọi người visualize cái grounded theory nó rất là ổn nha, nó rất là ok. Trong thực tế thì tụi em cũng sẽ grouping trên cái đấy trước khi mà mang vô mấy cái tool như Notion để mà đưa nó thành database, rồi mà grouping ở trên Figma và dùng những cái tag để mà đánh cái màu nó rất là ổn, rất là sát với thực tế. Mọi người phân tích cái alternative rất là tốt và những cái shortcoming của alternative đó là gì, thì cái đấy em thấy mặc dù tất cả các nhóm đều có đưa ra alternatives, nhưng mà mình thấy cái nhóm của chị Vân rất là phân tích rất là rõ cái alternatives là và những cái shortcoming, những cái khiếm khuyết của nó. Đó là một số cái điểm mà mình nghĩ là khá là ổn. Điểm cần cải thiện thì thật ra nó cũng không có cái gì là quá lớn. Thì mình nghĩ là cái chỗ phần enhancement á, thì mọi người có thể suy nghĩ thêm về những cái như là success launching, thì nó sẽ có những cái dựa vào những cái raw data point á, dựa vào những cái mà mọi người phỏng vấn user, mọi người có thể sử dụng nó để mà kiểu viết một cái câu hay là một cái nội dung ngắn gì đó để mà nó hook. Thì mình nghĩ cái đấy nó sẽ là một cái điểm rất là cộng, nhưng mà nhìn chung thì khá là chỉnh chu từ đầu đến cuối. Mình cũng không có comment gì thêm, chắc là nhờ anh em. Ok, thì cho mình cũng vừa khen vừa chê. Mình thấy mọi người làm rất là kỹ, nhưng mà mọi người không hiểu sao, ý là mình thấy đây có một team mình nói nhóm này là làm rất nhiều nhưng mà khoe kém ấy, ý là tại vì mình theo dõi cùng nhóm rất lâu rồi là mình thấy rất là khủng, cả cái wireframe mình post cho mọi người xem cũng thấy là cái độ đầu tư nó khủng như nào, nhưng xong kiểu rất xong mọi người khoe ít thế à, thì mình thấy mọi người khoe kém, kiểu có những cái problem mọi người kiểu proposal nó cũng rất là resonate ấy. Ví dụ hai cái thời điểm bắt đầu tập là cái thời điểm mà khi nào mà nhận thấy là bản thân quá nặng rồi, mất cân đối rồi, hoặc là sức khỏe dấu hiệu suy giảm đến mức là nặng nề rồi thì mới thì mình thấy những cái problem cũng khá là hay. Rồi mọi người cũng đánh giá những cái problem như vừa nãy mình nói ấy, là dựa vào đánh giá những cái solution khác dựa vào cái problem luôn, và list ra những cái app về fitness với cả dating đấy, thì mình thấy mọi người làm rất là kỹ. Wireframe cũng vậy, wireframe rất là đẹp. Thì mọi người nhìn có thể nhìn được wireframe, mọi người nhìn kiểu nó giống như bao nhiêu cái những cái app gọi là mainstream khác ấy, thì nếu mà mọi người thấy quen ấy thì tức là nó rất đỉnh đấy, chứ không phải là kiểu thấy quen thì là ấy đâu, tại vì nó có best practice, mọi người nhìn là mọi người hiểu đấy là cái gì rồi. Thế nên là nó cần rất nhiều thời gian ấy. Nếu mà khi để mà nhìn một phát là hiểu luôn là đấy là cái gì. Rồi kể cả các cái solution rất là chi tiết về các công thức, rồi khám phá, rồi hẹn siêu tốc sẽ có từng cái program riêng để tính, thì mình cũng thích cái đấy. Và cả cái phần tập online nữa, quả có tập online là mình lần đầu tiên mình thấy quả tập online ấy, nhưng mà mình với cả bạn mình cũng thi thoảng cũng tập online kiểu vậy.
Tuy nhiên nếu mà picky hơn một tí là một cái giao diện của mọi người cái phần môn thể thao ấy, hoặc là dùng một môn thể thao ấy, thì cái icon đại diện môn thể thao ấy thì lúc nào cũng là cái tạ. Nhưng mà ví dụ như là tự nhiên đánh cầu lông xong tự nhiên vẫn hiển hiển thị hình cái tạ thì nó cũng hơi buồn cười. Mình biết đấy là cái đại diện cho một cái field rồi, nhưng mà đấy là cố gắng tìm vạch lá tìm sâu thôi. Với cả một cái nữa là cái này vẫn cái risk cho những bạn nữ, nếu mà hoặc là advantage cho các bạn nữ còn không an toàn cho các bạn nữ đấy, thì mình nghĩ là cái này vẫn có risk luôn, khi mà mọi người kiểu select người xong chọn gần đấy, tìm quanh đây các thứ để match. Ok, thì overall mình thấy bài làm rất là chi tiết, nice. Sau thôi. Ok, chỉ biết khen không biết gì hơn.